kusala kammang katabbang kiriyang mamaka yena vacha manasa tidase sugatang katang re satta sanyino athi ye cha satta asanyino katang bunya phalang mayhang sabbe pha ghi pha quan tu te ye tăng ca tăng su vi di tăng đình năng bùn nha pha lăng ma già ye cha tát tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi ye sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạnh trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Sắp bê sát ta a ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp gia bách cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam bát tì hi sa mít chan tu su khi át ta năng ba ri ha răng tu đúc kha bát ta cha nít đúc kha pha giáp bát ta cha nít pha gia số cáp bát ta cha nít số ca hồn tu sắp bê bì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Y đằng nồ nhà tỳ nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta nồ bùn nhằng à sa quắc kha già qua hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trên ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở trong nhà các Phật tử ở lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Dạ, phần tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo và sám hối. Dạ, bây giờ cũng là thời điểm thích hợp. Con kính giao mic lại cho sư để sư tiếp tục bài học ngày kinh Pháp Cú ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Nam mô Thầm Mai Nam mô Sang Khai. Trước tiên cái lễ tri tôn thì đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ
Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 377. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanataya Sawanda Mi Bức Thổ Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sampagaru Vichet Thakulo Kasasathai Chanadam Maku Vido Vanda Mahantan Narapu Chanay Yakan Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trái Trăng Tôi Thịnh Giáo Chủ Chí Năng Vô Lượng Chữ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ vi cho ta sa sát thu nô lô ca nó mình tha sa vi nà ca rô cô tắp bà nhu bú thấp bà ti phù ti sanh nhá tù hoành đà mà hành tầng nó ra phù. Cha này giá cần. Pháp bảo với như ánh vàng, như lai sáng sáng, vẹt mạng phù minh. Phá tan làm lạc dung sinh Địa dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng Con xin đại lễ Pháp quang Đáng cho công chung Nhân gian cúng dường Sân khổ vi số thổ Sú đá tá sá sá quá cổ Sách khá sú ca mô quá đá thầm Má sách khá cổ niên đà Vá sân xà đi á nà Đá rồ quá rồ hoành đà Má hành tăng đá ra phù Cha này giá cần Tăng bảo trên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần sa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường Ratanatayate che nasekhame tuwa thanang tassa vianupawe nasahasa ye nasechatu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật huy danh hộ cho con học đắc thành quá cao nam mô bụt thầy phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha câu Phật ngôn 377 Vasika Viyabhupani Vasika Viyabhupani Vasika Viyabhupani Câu số 2 Madhavani Bhammun Chati Madhavani Bhammun Chati Madhavani Bhammun Chắc tí. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Vasika viya bukha ni mat da wa ni bamun chắc tí. Vasika viya bukha ni mat da wa ni bamun chắc tí. Vasika viya bukha Phà ni mắt đa hòa ni pa mùn chá tí. Bây giờ câu 3, câu 4. Ê quần ra gần chá đồ sanh chá. Ê quần ra gần chá đồ sanh chá. Ê quần ra gần chá đồ sanh chá. Câu 4. Web ba môn chê tháp phích khá vô Web ba môn chê tháp phích khá vô Web ba môn chê tháp phích khá vô Ôn lại câu 3 câu 4 Ê quăng ra gần chá đồ sân chá web ba môn chê tháp phích Kha vô Ê quăng ra gần chá đồ sân chá web ba môn chê tha phích kha vô
e quang ra gần cha đồ sanh cha quê ba môn chê tháo phết kha vô bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật văn này ha. Vasika viyabhupha nimat dawa nipamun chati e vang ra gan cha do san cha vip bamun che thapik khavo Vasika viyabhupha nimat dawa nipamun chati e vang ra gan cha do san cha vip ba môn chê ta phích tha vô wa si ca vi ya bốc pha ni mắt đã hòa ni ba môn cha ti e quăng ra gần cha đồ sân cha quét ba môn chê tha phích tha vô wa si ca vi ya bốc pha ni mắt đa hòa nếp ba môn chân tích ê quăng ra gần cha đồ sân cha web ba môn chê tha phích kha vô. Như vậy giọng kinh chúng ta cũng đã thể hiện rồi. Bây giờ qua giọng kệ thì quý vị thấy tám từ chia ra làm hai nha, tương đối dễ kể. Vasika vi ya bhupha ni mandava ni ba môn cha ti e quang ra gan cha đô sanh cha nguyện ba môn che tha phinh kha vô Vasika vi ya bhupha ni mandava ni ba môn cha tì e quăng ra gần cha đô sanh cha quyền ba môn chế tha vinh kha vô quan si ca quý gia bút pha ni mình đã qua ni ba môn cha tì e quăng ra gần cha đô sanh cha quyền ba môn chế tạo vinh kha vô như hoa vasika quăng bỏ cành cánh úa tàn cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Thôi bây giờ xin mời Sikkim và Sikmeta. Con xin kính chào sư Chí Đức và các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài câu Pháp Cú kinh 377. Dạ, sư đâu có cần đen cho con nữa sư. Chữ nó nhỏ xíu, con mắt con không thấy đâu thưa ơi. Con cảm ơn sư trước đi, con cũng cảm ơn sư đã chỉ dạy cho tụi con cách đọc bài này. Ô ma ơi, bài này khó mà sư đọc thêm một hơi luôn ha. Hết sảy luôn đó, còn bái phục luôn đó sư. Con xin trả bài nha. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ ha. Con xin trả bài à. Quắc si kha quý giáp búp phà ni mắc đa hòa ni phá mùng cha tí ê hoàng ra gần cha đồ sẵn cha quýt phá mùng chê tháp phích kha vô. Quắc si kha quý giáp búp phà ni mắc đa hòa ni phá mùng cha tí ê hoàng ra gần cha đồ sằng cha quýt phá mùng chê tháp thích kha vô. Phân tích câu 1, câu 2. Was trường âm nhắn, xí đoạn âm, kha trường âm thông thường, quý giá hai đoạn âm, búp trường âm nhắn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, mắt trường âm nhắn, đá đoạn âm qua trường âm thông thường, ní phá hai đoạn âm, mung trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Quắp si kha, quý rắp búp, pha, ní mắc, đá hòa, ní phá mùng, chá tí.
đọc câu 3, câu 4 và chờ phân tích. E quăng ra gần cha đồ sằng cháu quýt pha mùng chè tháp thích ca vô. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm. Câu 4, quýt trường âm nhắn, bá đoạn âm, mùng trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, khí trường âm nhắn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Đọc lại câu 4. Ê quăng ra gần cháu đồ sằng cháu quýt pha mùng chê thá thích khá vô. Đọc lại nguyên bài. Quắc si khà quý rắp bốc phà ni mắc đau hòa ni pha mùng cha tí ê quăng ra gần cha đồ sằng cháu quýt pha mùng chê tha thích kha vô. Quắc si khà quý rắp bốc phà ni mắc đau hòa ni pha mùng cha tí ê quăng ra gần cha đồ sằng cháu quýt pha mùng chê tha thích kha vô. Bây giờ ca kệ. Wap si ka wi ya bu pa ni mak da wa ni pa mung cha ti e wang ra gang cha do sang cha wet pa mung che tha pik ka wo. Wap si ka wi ya bu pa ni mak da wa ni pa mung cha ti e wang ra gang cha do sang cha wet pa mung che tha pik ka wo. Như hoa quýt xí khá quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc xong rồi đấy sư. Trời đất quỷ thần ơi, không thấy cái bông nào của ổng cho hết. Chắc rồi thôi, chắc sư đi uống nước chè rồi. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua nha. Con có sai xin sư sửa. Xin nhận máy lượt cho quý vị kế tiếp nha. Đà. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sàng Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 377 ạ. Wat sika viya pha ni mat da wa ni ba mun cha ti e wang ra gan cha đồ sang cha wit ba mun che tha phit kha wo. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Wat trường âm nhấn xí đoạn âm ca trường âm thông thường, quý giá hai đoạn âm, búp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, mắt trường âm nhấn, đá đoạn âm, qua trường âm thông thường, ní bá hai đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, quát xí ca quý giá búp pha ní mắt đá hòa ni bát mùn cha tí. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Ê quăng ra găng cha đồ sang cha quýt ba mùn chê tha phít khá vô. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, quýt trường âm nhấn, bá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Ê quăng ra găng chá đô sang chá quýt ba mùn chê tha phít khá vô. Và con đọc lại hết bài. Quát si ca quý giá búp phà ni mắt đá hòa ni ba mùn cha tí ê quăng ra găng cha đồ sang cha quýt ba mùn chê tha phít khá vô.
Quát si ca vi ya bút pha ni mắt đa hòa ni ba môn cha ti ê quăng ra găng cha đồ sang cha quýt ba môn chê tha phích kha vô như hoa quát si cá quăng bỏ cành quăng bỏ cánh úa tàn. Cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể Quạt sĩ ca quy và búp pha ni mạch đa hoa ni bà muôn cha tì ê quẳng ra găng chà đô săn cha quyết ba muôn chê thà phích kha vô. Quạt sĩ ca quy và búp pha ni mạch đa hoa ni bà muôn cha tì ê quẳng ra găng chà đô săn cha quyết ba muôn chê thà phích kha vô. Dạ con đọc xong, có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 377. Vatsika viya upa ni mat da va ni pa mun cha ti e vang ra gang cha do sang cha vip pa mun che tha phích kha vô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Vat trường âm nhấn, xí đoạn âm, ca trường âm thông thường, ví giá hai đoạn âm, búp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, mát trường âm nhấn, đá đoạn âm, va trường âm thông thường, ní thá hai đoạn âm, mun trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vát si ca vi ra búc và ni mát đa và ni tha mun cha tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, văng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, vít trường âm nhấn, thá đoạn âm, mun trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ê văng ra găng chá đô sang chá vít tha mùn chê tha phích kha vô. Con xin đọc nguyên câu pháp cú 377. Vát si ca vi ya búc phà ni mát đa và ni tha mùn chá tí ê văng ra găng chá đô sang chá vít tha mùn chê tha phích kha vô. Vạt si ca vi ya búp pha ni mạt đa va ni pa mun cha ti e vang ra găng cha đô sang cha vip pa mun che tha thích tha vô. Như hoa vạt si ca quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỷ kheo hãy giải thoát tham sân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, nếu con có sai, con xin cư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta Thiện Vũ và Hà Thiện Tâm cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 377 ạ.
Vatsika viya bhupha ni matta hoa ni ba mun cha ti e vang ra gang cha do sang cha vip ba mun che tha phích kha vô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Vats là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm, búp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Vatsika viya bhupha ni matta hoa ni ba mun cha tí. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, whip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. E quang ra găng cha đồ sang cha quýp ba mùn chê tha phích kha vô. Vasika viya búp phà ni mát đa hoa ni ba mùn cha ti e quang ra găng cha đồ sang cha quýp ba mùn chê tha phích kha vô. Con xin kể ạ. Vasika viya bhupha ni matta hoa ni ba mun cha ti evang ragang cha do sang cha vip ba mun che tha phích kha vô. Vasika viya bhupha ni matta hoa ni ba mun cha ti e quang ra găng cha đô sang cha quyết ba môn chế tha phích kha vô. Như hoa quát xí cá quăng bỏ cánh búa tàn, cũng vậy vị tỷ kheo hãy giải thoát tham sân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có điểm nào sai, kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, cảm ơn Tâm Hạnh đã bốt bài. Dạ, xin mời Tina. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin chào đạo tràng. Con xin đọc bài Pháp Cú 377. Vasika viya bhupha ni matta hoa ni pa mun cha ti e vang ra gang cha do sang cha vip pa mun che tha phích kha vô. Vasika viya bhupha ni matta hoa ni pa mun cha ti e vang ra gang cha do sang cha vip pa mun che tha phích kha vô. Con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Vat trường âm nhấn, xí đoạn âm, kha trường âm thông thường, quý đoạn âm, giá đoạn âm, phúc trường âm nhấn, pha trường và trường âm thông thường, ní đoạn âm, mắt trường âm nhấn, đá đoạn âm, qua trường âm thông thường, ní phá hai đoạn âm, mun trường âm nhấn, chát tí hai đoạn âm. Vatsika viya bhupha ni mắt đa hoa ni pa mun cha ti. Dạ, đoạn 3, đoạn 4. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, quýt trường âm nhấn, phát đoạn âm, mun trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường
thông thường. Ewangragan chato sang chak vipapmun che thapikavo. Con đọc lại nguyên bài. Watsika vijja puppa nipadawa nipapmun chati ewangragan chato sang chak vipapmun che thapikavo. Như âm Watsika, quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính xin ngài chỉnh sửa và con và đạo tràng sửa dùm cho con. Con xin cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phước Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 377 hôm nay. Và cảm ơn Sích Trung Dung, cảm ơn Truyền Vũ, cảm ơn Sích Mika, cảm ơn Tịnh Tâm đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, câu 377. Vasika vijabhupha nimattawa nipamun chati e wang ra gan chado sang chawipamun che thapikavo. Vasika vijabhupha nimattawa nipamun chati e wang ra gan chado sang chawipamun che thapikavo. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vasika vijabhupha nimattawa nipamun chati. Câu số 1. Vas là trường âm nhấn, si là đoạn âm, ka là trường âm thông thường. Quý giá là hai đoạn âm, bức là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ni là đoạn âm. Câu số 2. Mắt là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, hoa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Ê quăng ra gần chá đồ sang chá huyết bá mùn chê thao phích khá vô. Ê quăng ra gần chá đồ sang chá huyết bá mùn chê thao phích. Và câu số 3, e là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và chá là đoạn âm. Và câu số 4, viết là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, viết là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Vasika vijabhupha nimattawa dawa ni pamun chati e wang ra gang cha do sang cha vip pamun che tha vik ka wo vasika vijabhupha nimattawa ni pamun chati e wang ra gang che da cha do sang cha vip pamun che tha vik ka wo vasika vijabhupha nimattawa dawa ni pa mung che cha ti e wang ra gan cha do sang cha vip pa mung che tha vik kha wo. Và con xin kể. Vasika vijabhupha ni mattawa ni pa mung cha ti e wang ra gan cha do sang cha vipamuche tha vikha wo.
Vasika viya bhupani matavani bhamuchati evang ragam chado sancha vipamunche thavinkavo. Như hoa Vasika quăng bỏ cánh u tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Bây giờ xin kính mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 377. Vatsika viyapuffa nimaddhava nipamunchati evang ragang cha do sang cha vipamunche tha phikkhavo. Vatsika viyapuffa nimaddhava đa hòa ni ba mùn cha ti e hoàng ra gần cha đồ sằng cha quýp ba mùn chề tha phích kha vô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, quý, giá là hai đoạn âm, búp là trường âm nhấn, pa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní, bá là hai đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Vatsika viyapuffa nimaddhava nipamunchati. Dạ, con xin đọc câu số 3 và câu số 4. E wang ra gang cha do sang cha whip pa mun che tha vik kha vo. E là trường âm thông thường, wang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, gang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là đoạn âm, do là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là đoạn âm, whip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ê văn ra gần cha đồ sa cha viếp ba mùn chê tha phít kha vô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Vatsika viyapuffa nimaddhava nipamunchati evang ragang cha do sang cha vipamunche tha phikkhavo. Vatsika viyapuffa nimaddhava nipamunchati evang ragang cha do sang cha vip ba mun che tha phik kha vo. Vatsika viya bum pha ni mat da wa ni ba mun cha ti evang ragang cha do sang cha vip ba mun che tha phik kha vo. Như hoa Vatsika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỷ kheo hãy giải thoát tham sân, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài, nếu sai xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Ông Đức Phật, Ông Đức Pháp, Ông Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Như các hạnh đọc, như các
là còn phân tích trong pháp cú 377. Vasika Vijaputra Nimat Vasika Vijaputra Nimat Dava Nipamun Chat Ti E Vang Ra Gang Chat Do Sang Chat Vipamun Che Tha Phi Kha Vô Vasika Vijaputra Nimat Dava Va Nipamun Chat Ti Vát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ví giá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, va là trường âm thông thường, ní bá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chá tí là đoạn âm. Vasika Vijaputra Nimat Dava Nipamun Chati. Câu 3 và câu 4. Evang ra gần chá đồ sang chá vứt bamun chê thá vứt khá vô. Evang ra gần chá đồ sang chá vip ba mùn chê tháp vip khá vô. E là trường âm thông thường. Văn là trường âm đọc theo giọng niên âm. Ra là trường âm thông thường. Văn là trường âm đọc theo giọng niên âm. Giá là đoạn âm. Đô là trường âm thông thường. Xăng là trường âm đọc theo giọng niên âm. Chá là đoạn âm. Vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, vip là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ê văn ra găng chá đồ sang chá vip bá muôn chê thá vip khá vô. Vasika Vijaputra Nimat Dava Nipamun Chati Evang Ra Gan Chado Sang Chavip Bamun Che Thapip Khavo. Vasika Vijaputra Nimat Dava Nipamun Chati Evang Ra Gan Chado Sang Chavip Bamun Che Thapip Khavo. Như hoa Vasika lá vãng đỏ cánh úa tàn cũng vậy vị tỳ kheo kheo hãy giải thoát tham sân. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Vasika Vijaputra Nimat Dava Nipamun Chati cha đô sang cha vi pa mun che ta phi ca vô. Dạ con xin xuống mic cái sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Con mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ mô Phật, con kính tỉnh lễ ngài Chi Đức, con kính lễ quý tăng ni và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 377. Vasika quý giá bút phà ní mát đà quá mát đá quá ní phá mùn chá tí ê hoàng rà gần chá đồ sằng chá quýt phà phá mùn chề tháp phích khá vô. Vasika quý giá phà ní mắt đá quá ní mắt mắt đá quá ní phá mùn chá tí ê hoàng rà gần chá đồ sằng chá quýt phá mùn chề tháo phích khá vô. Con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích. Quát xí khà quý giá phúc phà ní mắt đà quá ní phá mùn chá tí
Vatsika Vijaya Puttha Ni Mada Mada Hòa Ni Phá Mùn Chá Tí. Dạ, quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm, phức là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bá là đoạn âm, mùn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Con đọc câu số 3 và câu số 4. Ê quăng ra gần chá đồ sằng chá quýt phá mùn chề thá phít khá hồ. Ê quăng ra gần chá đồ sằng chá phít chá quýt phá mùn chề thá phít khá hồ. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, gần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, quý là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mùn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc hết nguyên câu à. Quát xí khà quý giá bút phà ní mà đà hòa ní pháp mùn chá tí. Ê quăng ra gần chá đồ sằng chá quýt phá mùn chê tháp phích khá vô. Quát xí khà quý giá phút phà ní và mát đá hoa ní và phá mùn chá tí. Ê quăng ra gần chá đồ sằng chá quýt phá mùn chê tháp phích khá vô. Như hoa quát xí khá quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kệ. Quá xin kha quý và bụp phà ni mà đa hoa ni bà muốn trà tì. Ê quăng ra gắng cha đô sang cha vịt pa muôn chế tha vịt kha gồ. Dạ con xin xuống mít. Dạ con có sai, xin sư chỉnh sửa giùm cho con và quý đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính lãnh lễ nhà chị Đức, con kính lãnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 377. Quát si ca quý gia phúc phà ni mát tha hòa ni pa mùm chát tí. Quát si ca quý giá bút phà ni mát đa hòa ni ba mùn cha ti ê quăng ra gần cha đồ sằng cha. Quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm, bút là trường âm nhấn, và trường âm thông thường, ní đoạn âm, mát trường âm nhấn, đá đoạn âm, qua trường âm thông thường, ní bá hai đoạn âm, mùm trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
ra trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm. Quasika viya pupha ni mát đa hòa ni ba mùng cha ti ê hoàng ra gần cha đô xăng chá quý ba mùng chê tháp phích ca vô quýt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mùng trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu này. Quýt ba mùng chê tha phít ca vô. Con xin đọc lại từ đầu. Quát xí ca quý gia bức phà ni mát đam hòa ni ba mùng cha ti ê hoàng ra gần cha đồ sẵn cha quýt ba mùng chê tha phít ca vô. Vasika viya bức phà ni mát ta hòa ni ba mùng cha ti ê hoàng ra gần cha đồ sằng cha quýt ba mùng chê tha phích ca vô. Vasika viya bức phà ni mát ta hòa ni ba mùng cha ti ê hoàng ra gần cha đồ sằng cha quýt ba mùng chê tha phích khoa vô. Con xin đọc lại một lần nữa. Vasika viya bhava ni matta va ni ba mùng cha ti ê hoàng ra gần cha đồ sằng cha quýt ba mùng chê tha phích khoa vô. Con xin kể. Vasika viya bhava ni matta va ni ba mùng cha ti ê hoàng ra gắn cha đô sang cha quýt ba mùng chê tha phích khoa vô. Như hoa Vasika quăng bỏ cánh cố tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Làm án dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính lễ Sư Trí Đức. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý cô tu nữ. Con xin đọc câu Pháp Cú 377. Vasika viya bhava ni mát đa hòa ni ba mùn cha ti ê hoàn ra gần cha đồ sằng cha quýt ba mùn chê tha biết kha vô. Vasika viya bhava ni mát đa hòa ni ba mùn cha ti ê hoàn ra gần cha đồ sằng cha quýt ba mùn chê tha biết kha vô. Con xin phân tích ạ. Quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm, phúc là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bích là trường âm thông thường, ôt biết là trường âm nhấn,
khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Wat si ka wi ya pa pa ni me da wa ni pa mun cha ti e wan ra gan cha do sang cha vip pa mun che tha vip ka vô. Như hoa vát xí cá quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Con xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin kính chào. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin đảnh lễ chư tôn đức, ngài Trí Đức cùng các bà các cô tôn nữ và toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 377. Hai câu đầu, câu 1 và câu 2 và xin phân tích. Vāsika viya puppani ma dawa ni pamuchati ta pamuncha ti e wang ragang cha do sang cha vi pamunche tha bit kao. Vāsika wa là trường âm nhấn, sik là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ví giá là hai đoạn âm, púp phani púp là trường âm nhấn, phá là trường âm thông thường, ní má là hai đoạn âm, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là ní, bá là hai đoạn âm, môn là trường âm nhấn, cha ti là hai đoạn âm, e là trường âm thông thường, vong 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 là trường âm nhấn, ra gan ra là trường âm thông thường, gan là trường âm đọc theo nguyên âm, cá đố sang chá chá đố chá là đoạn âm, đâu là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ví bá ví là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, muốn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bích khọc bích cà phô viết là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vơ là trường âm thông thường. Con xin đọc lại cả bốn câu. Quá si ca vi ya búp và ni mặt đà hoa ni pa mùn cha tí e hoàng ra càng cha đô sằng cha ví pa mún chê tha bích ca vợ. Dạ, con xin kể. Vá si ca ví ya bụng pha ni mà đà hoa ni pa mún cha tì e hoàng ra căng cha đô sang cha ví vì ban muôn chế tha bi kha vô. Như hoa vát si ca quăng bỏ cành úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin hết và con xin ngài Trí Đức và toàn thể đạo tràng sửa cho con nếu con đã đọc sai. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Alo. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, cô Kim Nhung có lên không ạ? Con thấy cô lên mic ạ. Cô có lên không? Con xuống ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 377. Vasika Vijapup và ni mắt đa hòa ni ba mùn chát tị e hoàng già gần cha đồ sằng cha quýt ba mùn chê tháp ích kha gồ wa si ca quýt gia búp và ni mắt đa hòa li ba mùn chát tị e hoàng già gần cha đồ sằng cha quýt ba mùn chê tháp ích kha gồ Was là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, giá là đoạn âm, púp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm. Mùn là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, ra là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quýp là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, mùn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm đọc thông thường. Vát si ca vi sa pu phà li mát đa hòa li ba mùn chát ti ê hoàng già găng chát đồ sằng chát quý ba mùn chê tháp vích khá gồ. Quát si ca quý gia búp phà li mát đa hòa li ba mùn chát ti ê hoàng già găng chát đồ sằng chát quý ba mùn chê tháp vích khá gồ. Vasika visa pupa limat da wali pa mun chatti e wang za gang chado sang chawi pa mun che thapik kago. Như hoa vasika quang bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và đọc bài và phân tích xong ạ. Dạ, bây giờ con con không nhìn thấy bàn tay của cô chú nào ạ. Dạ, có cô Nhật Quỳnh ở trước máy. Dạ, con kính mời cô lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư khá. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư khá rất là nhiều. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài thì xin cho Nhật Bình biết một tín hiệu. Dạ, để Nhật Bình nhường mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, nãy giờ Nhật Bình lặng sâu.
nên không biết vị nào đã trả bài rồi, vị nào chưa trả bài. Kính mời đạo tràng có thể cho Nhật Quỳnh biết cũng như có thể cho tín hiệu ạ. Hà trả bài sau phải không? Vậy là Hà chưa trả bài, Nhật Quỳnh trả bài trước phải không? Rồi, một em. Rồi, dạ, còn vị nào nữa không? Có muốn trả bài trước Nhật Quỳnh không? Thì kính mời bằng tay. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin được trả bài. Quang Thanh nữa hả? Rồi, hai em, chờ đã đi, hãy đợi đã đi. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn mà cô Tâm Hạnh rất là nhiều, đã phát bài cho đạo tràng. Lúc Nhật Quỳnh lặng, dạ, Nhật Quỳnh liếc liếc thấy có Tâm Hạnh rồi, nên rất là hoan hỷ. Tự giác, dạ, dạ. Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 377. Vatika Vijapupa Nimadawa Nipamun Chati E Wang Ra Gang Chado Sang Chavit Bamun Chai Thapik Khapo Vatika Vijapupa Nimadawa Nipamun Chati E Wang Ra Gang Chado Sang Chavit Bamun Chai Thapik Khapo. Cho con đọc lại lần nữa. Vatsika Vijapupa Nimadawa Nibamun Chati E Wang Ra Gang Chado Sang Savit Bamun Chai Thapik Khapo. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quá trường âm nhắn, xí đoạn âm, ca trường âm thông thường, quý giá hai đoạn âm, búp trường âm nhắn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm. Mắt trường âm nhấn, đá đoạn âm, qua trường âm thông thường, ní đoạn âm, bá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Quát si ca, vi dạ, hụp, hà, ni mát, đa hòa, ni bác muôn, chá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê, trường âm thông thường, quăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đơ trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, quyết trường âm nhấn, bá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phít trường âm nhấn, khá đoạn âm, vô âm thông thường. Ê quăng ra găng chá đơ sang chá quyết ba muôn chê thả phích khá vô. Dạ, con xin ôn lại hết 4 câu. Vatsika Vatsika Vijapupa Nimadawa Nibamun Chati E Wang Ra Gang Chado Sang Chavit Bamun Che Thapik Khapo. Như hoa Vatsika quăng bỏ cánh búa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hại giải thoát tham sân. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và con xin được kể ạ. Và si ca quy và phúc pa ni mát đa qua ni bà muốn cha ti ê quăng ra găng cha đỡ sang cha việt ba muôn chê thà phịch kha vô vật si ca quy và phúc pa ni mát đa. Dạ, con xin đọc lại ạ. Và si ca quy và phúc pa ni mát đa qua ni bà muốn cha ti ê quăng ra găng cha đỗ sang đa việt ba muôn chê thà phịch kha vô. Dạ, con đã trả bài xong, con phân tích và con đọc. Nếu con có sai chữ nào con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy, con sẽ sửa. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, con thành kính tri ân chư tôn đức và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Giờ vậy nào, Hà đi ha, Hà đưa bàn tay trước đi ha. Rồi, mời Hà liền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Vasika viya bhuvani matda vani bhumjati
Ewang và gần cha đồ sang cha quýt ba mùn chê tha thích khá vô. Dạ, con xin phân tích. What là trường âm nhấn, xí là đoạn âm kha, trường âm thông thường quý giá là hai đoạn âm. Bước trường âm nhấn pha trường âm thông thường lý đoạn âm mát trường âm mắt trường âm nhấn đá đoạn âm qua trường âm thông thường lý đoạn âm lý ba hai đoạn âm môn trường âm nhấn chá đoạn âm chá tí hai đoạn âm vát si cà quý giá bút phà ní mắt đa hòa ní ba mút chá tí ê quăng ra gần cha đồ sằng cha quýt ba mùn chê tha thích kha vô. Ê là trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, quýt trường âm nhấn bá đoạn âm môn trường âm nhấn môn chê hai trường âm nhấn thá đoạn âm phích trường âm nhấn khá đoạn âm vô trường âm thông thường ê quăng ra gần cha đồ sằng cha quýt ba môn chê tha phích kha vô quát si ca quý giá bút phà ni mắt đa hoa ni con xin phép con đọc lại. Vasika viya buffa ni matda wa ni ba mucchati e wang ra gan cha do sang cha wit ba mun che tapikavo. Vasika viya buffa ni matda wa ni ba mun chati e wang ra gan cha do sang cha wit ba mun che tapikavo. Như hoa như hoa quất xí cá quăng bỏ cánh úa tàn cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Này con xin kể. Quất xí cá quý và bút pha ni mặt đa hoa ni bà muốn trà tì ê quăng ra gắn cha đô sang cha vượt ba môn chế tha phích kha vô. Dạ cho dạ con đọc xong có sai xin đạo tràng và xin ngài sửa cho con. Dạ con xin trao mít lại cho vị kế tiếp. Dạ, sa thu kinh cảm ơn Hà Đạo Linh trả bài. Dạ, xin thành kiểm trả bài chưa nè. Nãy giờ bán cà phê đắt lắm chưa trả bài phải không? Còn Quang Thanh có thời gian cầm mic được chưa Quang Thanh? Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà nói là bấm vào mic một lần nữa sẽ thấy mic và bấm thanh, bấm vào thanh màu đỏ thì ngừng nói. Dạ dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ Quang Thanh ơi, chích thành kiểm. Dạ có trả bài không thì đưa bàn tay lên để hết giờ nha quý vị, là ngày khóa sổ nha quý vị, không phải Nhật Quỳnh khóa sổ đâu nha. Alo mau lên, vừa khô linh giá nhưng mà mít thì hạ giá nè quý vị. Dạ, xích Hải trả rồi, trả bài rồi, hồi nãy chị Hải trả bài rồi. Dạ, Hà ơi, Quang Thanh ơi, con cầm mic được không? Dạ, Hạnh Kiểm có cầm mic được không? Chắc hình như Hạnh Kiểm chưa trả bài phải không quý vị? Nhất là Quỳnh Giang Nhật Hà ngồi kiểm soát, vì nào chưa trả bài là rành lắm đây.
Đúng rồi, hành kiểm ơi, có trả bài không? Đưa bàn tay của mình lên đi. Hành kiểm có một giọng đọc cũng rất là đặc biệt luôn đó. Chưa luôn phải không? Nhục Quỳnh làm thì bói trúng rồi. Vậy hành kiểm ơi, có thể đưa bàn tay mình lên được không? Hay là mắc bán cà phê? Alo, cái bán cà phê này do Ngài Chí Đức đưa lên nha. Mới Nhật Quỳnh mới biết nha. Hãy không vui thì phải nói cho Nhật Quỳnh. À, còn Xích Duyên đó hả? Chưa đã bài cũng chưa được luôn. Duyên ơi, có đã bài không? Hay là còn đang làm giàu? Mấy nay nghe lễ đến là quý vị, Xích Duyên lo làm giàu dữ lắm, nên ngồi im ru á. Nha, nhưng mà cũng phải thông cảm. Làm những lễ này thì mới có khách đông, hình ra vừa đứng đằng rào à, hay quá ha, ở tuốt ở bên đây mà biết tới bên kia luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Vậy là ai cũng mắc kẹt mắc chính hết rồi bạch ngài. Con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Để con cầm mít hồi rồi ngài cho con ăn cháo lương, khổ thân con lắm. Dạ, con cung thỉnh một lần nữa, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng bạch ngài. Nam Mô Bích Tha giá. Cho con xin một tín hiệu để con kính nhân bích đến ngài bạch ngài. Để con thả mít bể ráng chịu rồi nghe. Con thỉnh ba lần rồi mà không, ngài không có xuất hiện là con thả mít luôn á. Dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng cho chúng con học từ vựng và duyên sự à. Rồi sau đó còn có giờ thì sẽ mời quý vị lên trả bài tiếp à. Dạ, con cung thỉnh ngài. Dạ, sao đây Kim Nhung, Giang Nhật Hà, ngài không xuất hiện làm sao đây? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Buông mít ngang. Có người nói sư lặng lâu quá lâu nè. Và đạo tràng hãy hoan hỷ, tại vì ngài ở gần sông Buông. Rồi Nhật Quỳnh thì đệ tử của ngài thì ở sông Đồng Nai, khổ vậy đó. Sông Buông nó chảy ra sông Đồng Nai quý vị. Rồi thì là thầy trò gì mà có cơ hội là lặng à. Nên là bạch ngài, ngài mà không xuất hiện con buông mít thiệt đó nha. Con không cầm mít nữa đâu. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Dạ, vậy là không phải ngài lặng đâu quý vị, chắc là ở chùa có việc, có khách hay gì đó ngài cần giải quyết, nên là ngài chưa xuất hiện chứ không phải ngài lặng. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời, còn vị nào chưa trả bài hoặc muốn sông Buông thì ở Việt Nam cô Kim. Dạ, sông Buông ở Việt Nam. Dạ, chân bung ở Việt Nam. Dạ, đúng rồi, tỉnh Đồng Nai. Dạ, chân bung ở tỉnh Đồng Nai, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi trước nó là, quên, thành phố Biên Hòa, hồi trước nó là Long Thành. Bây giờ nó thuộc về thành phố Biên Hòa luôn rồi. Thành ra đất ở đó nó lên giá dữ lắm, nhà nó vô thành phố rồi nên... Đồng Nai ở đâu hả? Chắc Hà nè, ăn cháo hương quá. Hà ơi, Đồng Nai thì ở tỉnh Đồng Nai, chứ hỏi Đồng Nai ở đâu thì trả lời sao đi trời, Đồng Nai ở Việt Nam. Hà vừa bụng chưa? Đồng Nai ở gần ở đâu hả? Đồng Nai gần đâu hả? Đồng Nai ở gần thành phố Hồ Chí Minh, Hà ơi. Nói cho vui chứ anh ơi.
là nó là gần thành phố Hồ Chí Minh, đúng rồi, như chị Meta nó là đúng là miền Đông, nhưng mà từ ở thành phố Sài Gòn đó mà đi ra tới cái chùa Ngọc Lạc ở tới cái dòng sông đó, sông Buông đó, thì khoảng chừng hơn 40 cây số, nói rõ ràng là như vậy đó, hơn 40 cây số, nên là sông Buông là ở đó, mà chùa Ngọc Lạc cũng là ở đó, cứ đi từ ở Sài Gòn ra khoảng hơn 40 cây. Dạ. Dạ, đi xe buýt thì khoảng 1 giờ, nhưng mà mình tính cây số thì khoảng hơn 40 cây ha, Kim Nhung. Dạ, 40 cây thôi. 40 cây hả? 40 cây chưa tới 20 mai đâu. Chưa đến 20 mai đâu. Dạ, tại vì mười sáu cây là một mai phải không quý vị? 16 cây là một mai. Dạ, 16 cây một mai đó, đúng rồi đó, thiền cụ tính hay ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bạch sư, con cầm mít lâu rồi, con cung thỉnh ngài cho con một tín hiệu, con kính dân mít mịch ngài. Alo chết rồi, làm sao đây quý vị? Con thấy rồi, con kính dân mít đến ngài. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ đi xe buýt. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra gì mà tiếng đồng hồ dữ vậy? Rồi bây giờ có người hỏi sông Buông ở đâu hả? Ở chỗ nào? Ở sông Buông ở đâu? Quý vị tới rồi, biết rồi chứ có gì đâu hả? Sông Buông có liên hệ với sông Mê Công không hả? Cũng có lý ha. Rồi thôi bây giờ ở đây nói về Hoa Lại nè, chứ không có nói về sông Buông ha. Đây, nói về Hoa Lại nè. Nè, hoa Wasika là Hoa Lại, chứ không có, không có cái loại hoa nào khác. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của câu Phật ngôn này ha. Wasika Wiyabhupani, Wasika Wiyabhupani, Wasika Wiyabhupani. Câu đầu tiên có ý nghĩa thế nào? Chữ Wasika đây là một danh từ nữ tính ha, một danh từ nữ tính. Có lần thấy thì lình ra Wasika nó đứng làm chủ từ Bhatma, cái câu Vachana Vipatti có ý nghĩa là cây hoa lài. Hoa lài ngoài Bắc thì không gọi là hoa lài mà gọi là hoa nhài. Đây ở trong Nam gọi là hoa lài ha. Quy gia đây là một bất biến từ, có nghĩa là như. Quy gia là như, búp pha ni, do cái chữ búp pha. Búp pha là một danh từ trung tính, a kran ta nam cung sắc cầu giá. Nhưng mà chữ búp pha đó được chia theo đối cách, đối cách rất nhiều. Đối trị giao quỷ phát tị và hô quá chân á, cho nên là búp pha, bên thành búp pha ni. Búp pha ni là những bông hoa, những bông hoa. Rồi, vậy thì câu này nghĩa là sao? Wasika viya buppani, ví như những bông hoa lại,
ví như những bông hoa lại. Rồi, câu số 2. Mắt đã hoa nếp bấm mùn cha tí. Mắt đã hoa nếp bấm mùn cha tí. Câu số 2. Mắt đã hoa nếp. Do cái chữ mắt đã hoa. Mắt đã hoa đó là một danh từ trung tính. Akran tana bùng sát thần linh ra. Và chữ mắt đã hoa này cũng được chia theo đối cách số nhiều. Bạch Tham Đức Thị Giao Vị Pháp Ti và Hú Quá Trần Á. Cho nên Mắt Đa Hoa biến thành Mắt Đa Hoa Ni. Mắt Đa Hoa Ni có nghĩa là úa tàn. Úa tàn Mắt Đa Hoa. Mắt Đa Hoa Ni. Rồi ba môn chà tí. Ba môn chà tí đây là một động từ số ít. Động từ này do căn ngữ mốt có nghĩa thoát khỏi hay tự do. Muốn thoát khỏi, muốn tự do có nghĩa là từ tiên cao buông tay xuống. Từ tiên cao buông tay xuống gọi là rơi rụng hay là rũ bỏ. Ba môn chà tí là rơi rụng hay là rũ bỏ. Thế thì cái câu này bắt đà nếp phong môn cha tí úa tàn rơi rụng. Úa tàn rơi rụng. Hai câu này bổ sung cho nhau ha. Quá thị cả quý giấc bốc phà nếu mắt đã hòa nếu pháp môn cho tí. Như những hoa lại rũ. Như như cây hoa lại rũ bỏ những bông hoa úa tàn. Như cây hoa rũ bỏ những bông hoa úa tàn. Câu số 3. Ê quăng ra gần chát đô sằng chát. Chữ ê quăng đây là một trạng từ giống như vậy. Giống như vậy hoặc là như vậy. Ra gần do từ ra ra có nghĩa là tham ái. Ra gần là tham ái do từ ra ra ha. Rồi đô sân do cái từ sân hận. Sân hận do từ đô sát cha là hòa, đúng rồi. Đồ sân do từ đồ xa sân hẳn. Và câu cuối cùng viết bấm môn chè tha phích khá quèo. Viết bấm môn chè tha phích khá quèo. Chữ viết bấm môn chè tha đây là một động từ số nhiều có ý nghĩa như là một mệnh lệnh cách. Hãy buông bỏ. Hãy buông bỏ. Bởi vì chúng ta thấy chữ tiếp đồng ngữ quý có nghĩa là rời, ra khỏi. Rồi tiếp đồng ngữ bá có nghĩa là sự nhấn mạnh cho cái sự ra khỏi.
cái sự rời ra và nhấn mạnh cho cái căn ngữ mốt, tức là tự do giải thoát. Thì ở đây biết còn muốn chề thá, các ngươi hãy buông bỏ, các ngươi hãy buông bỏ. Mà các ngươi đó là ai? Thích cậu vô. Thích cậu vô do cái từ thích khu. Thích khu là một danh từ nam tính, Akran Tampung Lingga. Và chữ thích khu này được chia theo khu cách số nhiều, Alapana Bahu Vajana. Tức là chữ thích khu này được chia theo cách chia thứ 8, hồ cách Alapana Bahu Vajana. Cho nên chữ thích khu biến thành thích khẩu vô. Thích khẩu vô này các tỷ kheo, này các tỷ kheo hãy buông bỏ. Đó là ý nghĩa câu 4. Như vậy câu 3, câu 4. E quăng ra gần chát đồ sẵn chát viếp bác mùn chề tháp viết khảo bồ. Giống như vậy, này các người theo, các người hãy buông bỏ tham ái và sân hận. Giống như vậy, này các người theo, các người hãy buông bỏ tham ái và sân hận. Vậy thì câu Phật ngôn 377 nói lên cái gì? Như cây hoa lài rũ bỏ những bông hoa úa tàn, tương tự như thế, này các tỳ kheo, các ngươi hãy buông bỏ tham ái và sân hận. Như cây hoa lài rũ bỏ những bông hoa úa tàn, tương tự như thế, này các tỳ kheo, các ngươi hãy buông bỏ tham ái và sân hận. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: như cành hoa Vasika tự quăng bỏ lấy cánh già úa hương, chư tỳ kheo cũng như giường tham sân tước cộng chẳng thương cộng nào. Như cành hoa Vasika tự quăng bỏ lấy cánh già úa hương, chư tỳ kheo cũng như giường tham sân tước cộng chẳng thương cộng nào. Hòa Thượng Minh Châu phổ thơ ngũ ngôn thế này: như hoa Vasika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Như hoa Vasika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Alo, trong cái phần từ vựng quý vị có chỗ nào thấy rắc rối? Quý vị thấy có chỗ nào rắc rối trong phần từ vựng không? Không có hả? Không có, bây giờ chúng ta ôn lại rồi đi vào dân sự ha. Chúng ta đọc lại ba lần. Khi đọc lại ba lần thì quý vị muốn bổ sung thì cứ lên đọc. Còn cảm thấy rằng hồi nãy mình đọc có trục trặc kỹ thuật thế nào đó thì bây giờ quý vị lên điều chỉnh. Còn cái vấn đề đúng sai đó là quý vị tự biết lấy ha. Bởi vì cái trong cái phần này quý vị đã nắm vững hết căn bản rồi, cho nên không có chỉnh, không có gì hết. Quý vị đọc quý vị biết đúng, quý vị đọc quý vị biết sai. Cũng giống như khi mà chúng ta ăn vật thực ngon dở chúng ta biết, chứ không phải là chúng ta ăn rồi người khác họ đánh giá ăn như vậy là ngon, ăn như vậy là dở. Không, chúng ta tự thưởng thức và biết nó ngon hay là dở.
Rồi bây giờ, chúng tôi ôn lại ha, dòng kinh và dòng kệ. Vasika vijapuppa nimadawa nipamun chati evam kagam chato san chavipamun che thapikkhavo. Vasika vijapuppa nimadawa nipamun chati evam kagam chato san chavipamun che thapikkhavo. Vasika vijapuppa nimadawa đau hòa nếp ba môn cha thi ê hoàng ra răng cha đồ sàn cha viếp ba môn chê tha phích tha vô quán sĩ ca huy bao à xin lỗi lộn ha quán sĩ ca huy gia bốc pha ni mần đau hòa ni ba môn cha thi ế quân ra gân cha đô sân cha quên ba môn dê tham phích cao vũ quán sĩ ca quý gia bốc pha ni mần đà hoa ni ba môn cha tì ế quân ra gân cha đô sân cha quên ba môn dê thao phim thao phù quán sĩ ca quý gia bốc pha ni mần đà hoa ni ba môn cha tì ế quân ra gân cha đô sân cha quên ba môn dê thao phim thao phù. À, quý vị thấy giọng nghe hơi buồn buồn hả? À, nhưng sao đã gọi là kể thì sao cũng được. Như hoa Vasika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Có ai muốn bổ sung không? Hồi nãy thấy mình đọc hay quá, bây giờ đọc nhớ lại để coi người ta có nhận ra hay không. Ai mua bổ sung không? Bổ sung để đưa tay lên. Còn không muốn bổ sung thì bây giờ nghe duyên sự. Câu Phật ngôn 377 nói lên cái vấn đề gì? Khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến 500 vị tỳ kheo. Có một nhóm tỳ kheo học về đề mục Ngà nghiệp xứ đối với Đức Phật, rồi vào trong rừng hành sa môn pháp, thấy cái cành hoa lại nó nở ra từ sáng và đến chiều thì nó tàn, nó rụng ra xuống khỏi cái cuốn của cây. Rồi những vị tỳ kheo này mới khởi lên sự suy nghĩ rằng chúng ta sẽ tinh cần thoát khỏi phiền não như tham, sân, si trước khi mà cái cành hoa lại, những cái bông hoa lại này nó rụng xuống khỏi cái cuốn của nó. À, tức là buổi sáng quý vị thấy những cành hoa lại nở ra thơm ngát ha, chiều thì nó tàn, nó rụng xuống, đó là cái quy luật. Nhưng mà khi mà cành hoa lại nó rỡ ra buổi sáng đó thì các vị khởi tư tưởng trong thời gian mà từ sáng tới chiều á, trước khi mà những cái hoa lại này nó rụng xuống thì chúng ta cũng phải bứng tận gốc rễ những phiền não ngủ ngầm trong tâm, giống như tham lam, sân hận, si mê, để đến khi chiều á, như cái bông hoa lại mà nó tàn, nó rụng xuống thì tham sân si nó cũng lìa khỏi tâm của chúng ta. Rồi khi khởi lên tư tưởng như vậy, cả 500 vị cùng một đề mục mà khởi lên tư tưởng như vậy thì Đức Phật ở tại hương tháp của Ngài
nhờ quán xét về thế gian và thấy được cái duyên lành của 500 vị tỳ kheo này. Cho nên giống như Ngài xuất hiện trước mặt như vậy, và Ngài ban đọc từ: này chi tỳ kheo, đây thường thì vị tỳ kheo nên tinh cần để thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, giống như cánh hoa nó rụng xuống khỏi cái cuốn của nó. Thì nghe câu Phật ngôn này thì 500 vị tỳ kheo đó chứng đắc thánh quả A La Hán. Ý nghĩa ở đây tức là những cái bông hoa lại thường nó buông rơi, những cái hoa mà nó đã nở từ buổi sáng đến buổi chiều, nó úa tàn, nó héo úa, nó lìa khỏi cái cuốn như thế nào, thì các vị tỳ kheo này cũng đoạn tầm tham sân và si, lìa khỏi cái tâm của mình, cũng giống như những cái bông hoa kia nó lìa khỏi cái cuốn của nó. Tức là khi mà những vị tỳ kheo này nghe Đức Phật thuyết về câu Phật ngôn 377 này thì các ngài đã chứng đắc thánh quả A La Hán. Thì trong cái duyên sự này cho chúng ta thấy 500 lự quán, 500 lự quán phong lan sáng nở chiều rơi quá lệ lạc, tự quyến ta mau trừ hận ái, như hoa nọ bỏ cánh điêu tàn. Phật nhắc tỳ kheo ráng sức thiền, dứt trừ sanh tử khổ triền miên, như lan bỏ rừng hoa tàn úa, tăng đắc vô sanh đạo quả liền. Với câu Phật ngôn này chúng ta thấy Đức Phật tế độ một lần phải như 500 vị tỳ kheo hả? Nhưng mà tại sao mà tế độ được như vậy? Trong cái câu hạnh phúc mà chúng ta đã học, búp bê katapunyata, tức là do cái duyên lành trong quá khứ các vị này đã hành pháp ba la mật, và bây giờ cơ duyên chín muồi, cơ duyên chín muồi, chắc chắn rằng trong quá khứ các vị này đã quán về vô thường tưởng, quán về sự vô thường, cho nên thấy cành hoa sáng nở chiều tàn, lấy cái đề mục đó để mà quán thiện, thì nó thích hợp, nó thích hợp. Và khi mà Đức Phật nhắc lên câu Phật ngôn này thì các vị đó chứng đắc thánh quả A La Hán một cách rất là mau lẹ. Cái hoa lại nó héo úa, nó rơi xuống đất, thì những cái vị này cũng quán cái vật trí trì, lấy cái bông hoa lại đó làm đối tượng, thế rồi mình quán và tham sân si, cũng giống như những bông hoa lại héo tàn kia, nó lìa khỏi cuốn, thì tham sân si cũng lìa khỏi cái tâm của mình. Các vị này đã đặt cái nặng xuống, và cái vấn đề sanh hữu trong tương lai sẽ không còn nữa. Rồi, alo, câu Phật ngôn này một lần Đức Phật thuyết giảng là 500 vị tỳ kheo chứng đắc. Còn bây giờ chúng ta thấy những cái bông hoa đẹp thì chúng ta lại có một tư tưởng là chấp thủ. Tuy nhiên là thấy đẹp mua về chân, thấy đẹp nghĩa là bẻ hái cắt đem về để mà làm của riêng mình, hoặc là đi trên đường mà không có thể đem về nhà được thì cắt lại sau làm một cái vòng hoa để rồi đổi đầu quàng cổ, hay là thấy cái bông nào đẹp đẹp ngắt một cánh cắm lên trên cái búi tóc của mình để cho người khác nhìn coi mình có đẹp trai hay không.
Tại sao giáp thủ vậy? Bông đẹp để bên đường, bông đẹp ở trong vườn, hoặc là mình đi ngang mình nhìn ngắm, rồi bao nhiêu người nhìn ngắm, rồi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đó, không muốn, là muốn đem về làm của riêng của mình. Như vậy thì cái tâm tham đó, còn bút vẽ đem bán hả? À, vâng, đúng rồi, nhiều cách lắm. À, chúng ta thấy một cái bông hoa đẹp, rồi chúng ta muốn chiếm hữu làm của riêng. À, như vậy là cái tâm tham của chúng ta, cái tâm tham của chúng ta coi như sanh khởi. Đúng rồi. À, khi mà thấy mình đọc bài mà coi như người ta tặng nhiều quá, trời ơi, sướng rem lên chứ. Sướng quá chứ, được người ta khen. Mà hồi đó người ta đương khen cho mình, nếu mà buồn buồn đưa tay thọc lỗ mũi mình coi, trời ơi, có thể cho cam nhét vô cũng lọt luôn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tham của chúng ta luôn luôn tăng trưởng, luôn luôn tăng trưởng, chứ không phải là ở đây cái hoa lại và rớt xuống thì tâm tham rơi rụng, không có. Mà khi mà hoa lại mà nó nở là tâm tham của chúng ta cũng sanh trưởng phát khởi, bởi vì nở thơm. Mà anh thơm thì sao? Dốc thủ tham thì phải chiếm đoạt nó. Mà khi chiếm đoạt nó mà chiếm đoạt không được, ai nhanh tay hơn một chút á, trời ơi, nó bồ đề gai lên liền ha. Nó bồ đề gai lên thì cái tâm sân nó cũng sân khởi luôn. Tham không được thì sân. Thấy đẹp mà mình hái, người ta la mình ai không được, mình cũng nổi khùng lên rồi ha. Thì sắc tham với sân nó đi chung với nhau, nó liền trước liền sau vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đẹp, cái nhìn nó để tưởng tính cái vẻ đẹp ra đi. Cái gì sướng riêng mấy điều hiếu là sẽ lũ mũi không to nữa. Cái gì mà có cái chỗ này họ nói tự sướng với ai, nói sướng riêng mấy điều hiếu này, trời ơi, này thì này của thời thắng dữ hả? Đúng rồi, lãng đãng mây trôi đâu có dừng chỗ đâu, cho nên nó phải cái gì sướng lên mấy điều hiệu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy các bậc trí chi nhìn một đối tượng bên ngoài để mà quán lên chính bản thân của chúng ta. Mà nhìn đối tượng bên ngoài thì chúng ta thấy Đức Phật có cho chúng ta biết bên làng kia, bên xóm nọ có tiếng trống chiêu hồn, đưa tiếng một người đi ha. Thì chúng ta cảm thấy dững chân. Bên cái làng kia, bên sống kia, bên kia đường, đâu quan hệ gì tới mình. Chúng ta lầm lơ, cũng như thấy một cái quan tài, thấy một đám tang đi ngang qua, chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc? Người ta khóc, ta rầu, ta sầu, ta khổ, ta chiếc khăn tan, vậy mà mình cảm thấy hạnh phúc. Có phải ích kỷ không? Chính thật là ích kỷ. Bởi vì ích kỷ mình nghĩ là mình hạnh phúc, bởi vì cái người mà nằm trong quan tài không phải chính mình. Quý vị thấy chán đời thiệt. Trong quan tài không phải là mình, cho nên cảm thấy hạnh phúc. Rồi một ngày nọ trong xóm của mình càng trống ít nổi, mình cũng hơi động tâm chút, làm cho mình mất ngủ, làm cho mình coi như điếc lỗ tai, rồi mình cũng suy nghĩ, ồ, chết, chứ sao cũng chết. Nhưng mà cái chết đó là bên ngoài, không liên quan đến mình. Không liên quan đến mình, không phải là bà con của mình, nên mình hơi coi thường ha. Cái chết một cái xa lạ, một cái chết hơi cầm kề, mình cũng nghĩ rằng phải là bà con.
vào một ngày nào đó, thân bằng quyến thuộc của mình có người nằm xuống, thì bây giờ chúng ta mới gần quá, sát quá, như vậy là đã xích tới gần rồi. Lúc đầu ngoài sân sau lần vỗ cổng, sau lần vỗ bếp chứ, tức là cái này bắt đầu tấn công nè, bà con thân quen của mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã, bà con của mình nằm xuống, mình cũng chạnh lòng, cũng đổ lệ. Rồi cái đó cũng chưa, cần cái nghiệp nó đến nè, chính bản thân của mình nè, không từ chối một ai, chính Đức Phật cũng bị tử thần Ma Vương định sẵn thời gian. Nhưng mà đối với Đức Phật, ngài là cái mà thiên nhân chi đạo sư, ngài có thể cản với tử thần Ma Vương nói khoan 3 tháng nữa như là mới nhập diệt nè. Còn mình bây giờ anh đáng ngoắt ra là thay rồi, xong ngày liếu mình đi theo, chứ không có chờ đợi để tôi chăn trúc, để tôi di chúc, để tôi chăn trối, để tôi tài sản này giao cho đứa này, giao cho đứa nọ, chứ nếu không giao cho nơi cho bọn nó thì tuổi tôi nằm xuống không có di chúc rồi thì xào xáo trong gia đình ha. Cha tôi này đã quy tiền, sẽ còn nằm đó mà tiền để đâu. Xin mấy ông chờ chút để tôi làm gì chút, được không bà con? Cái này không có ha. Cái này chúng ta thấy từ xa rồi tới gần, chính bản thân của mình. Alo, thôi quý vị thảo luận nha, có điện thoại nữa. Nhà sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi giảng dạy tư vấn, cũng như ngài chuyên sự câu pháp quốc kinh số 377. Và cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và ngài cứ yên tâm nghe điện thoại đi. Bây giờ Quang Thanh bây giờ cầm mic được chưa Quang Thanh? Quang Thanh ơi, bây giờ cầm mic được chưa? Do Nhật Bình một tín hiệu, trong khi mình anh chị mà mời đã lên, để một hồi ngày trở lại là mình mất quá hai bàn tay luôn. Vậy thôi bây giờ mời Quang Thanh trước nha, nha anh chị nha. Dạ, vậy mà hạnh kiểm nghe, hạnh kiểm Quang Thanh cho hạnh kiểm đọc trước mà hạnh kiểm nha. Dạ, hạnh kiểm nha, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Hạnh kiểm xin đọc câu kinh Pháp Cú 377. Quát thi cà vi gia búp bà ni mát ta quà ni pa mùn cha ti e hoàng ra gần cha đồ sành cha vít pa mùn chê tha bít tha vô. Quát thi cà vi gia búp bà ni mát ta quà ni mát. Quát thi cà vi gia búp bà ni mát ta hòa ni pháp môn cha ti e hoàng ra gần cha đồ sành cha vip ba môn che khắp vip tha vô. Quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm, quốc là trường âm nhấn, pha
là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní bá là hai đoạn âm, môn là trường âm nhấn, giá tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, quan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, gan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, thanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, quyết là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, khá đoạn âm, biết là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Xin nghe kệ. Và sĩ ca vi và bồn pha ni mát đà hoa đề bồn nhà cha tì ê hoàng ra gần cha đồ san cha viết bà môn chê tha biết khá hồ. Như hoa hóa sắc cá quăng bỏ cánh ố tàng, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Xin hát, xin trả mít, kính xin sư và đạo tràng chỗ nào sai thì xin sửa giúp thành tỷ. Nam Mô Bụt Thơ. Và con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính kính đảnh lễ chư Ngài Trí Đức. Và con kính cảnh lễ chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Và con xin kính đảnh lễ quý bà của cô tu nữ và kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con xin trả bài câu Pháp Cú 377. Là mọi người nghe rõ chưa ạ? Có nhỏ nữa không ạ? Dạ, con cho hết rồi đấy ạ. Và con xin đọc bài câu Pháp Cú 377 và phân tích ạ. Vatsika Vija Bhupani Magda Hwani Bhamun Chati ê văn ra găng cha đô sang cha quý ba môn chê tha phi kha vô quát si ca quý gia búc phá ni mâm mắc đa quà ni ní ba môn cha ti ê văn ra găng cha đô sang cha cha quy ba môn cha chê tha phích kha vô. Con xin phân tích. Quát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, quý giá là hai đoạn âm, phúc là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, lý bá là hai đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chá tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là trường là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quýp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phích khá phích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại.
Vatsika Vija Pappa Ni Magda Vani Ba Mun Chati Chati E Quang Ra Gang Cha Do Sang Cha Quick Ba Mun Che Tha Vika Vô. Con xin cậy Vatsika Vija Pumpani Mandawani Bamun Chati Evang Ragang Chado Sang Cha Vimbamun Cheta Vinka Vo. Là con như hoa quát xí cá quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỷ kheo hãy giải thoát tham sân. Dạ con cũng không biết sao hôm nay nó nhỏ đấy ạ, điện thoại chắc là nó có vấn đề rồi cô Hạnh ạ. Dạ vâng, con xin xuống mic ạ, con có sai thì ngài và đạo tràng sửa cho con. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quang Thành rất là nhiều. Quang Thành ơi, có thể mình tắt hết nguồn đi Quang Thành. Mình mở lại nó chắc nó có lẽ ổn hơn. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, phone của Nhật Quỳnh cũng hay bị tùm lum tà la vậy đó. Dạ, nên là mình tắt nguồn hết. Rồi mình trở lại thì nó hơi ổn hơn chút. Dạ, dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, đồng hồ con còn có 3 phút nữa. Ngài nghe điện thoại xong chưa bạch ngài? Nếu ngài nghe xong rồi con cung thỉnh ngài trở lại để đúc kết đại học ngày hôm nay bạch ngài. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đầu tràng cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, xin ngài trở lại đúc kết đại học ngày hôm nay ạ. Dạ, vậy là ngài chưa nghe xong điện thoại rồi quý vị. Dạ, không biết còn vị nào muốn đọc bài không? Dạ, còn vị nào muốn đọc bài không thì Như Quỳnh kính mời. Còn mấy phút có thể ôn bài được. Dạ, có vị nào còn muốn đọc bài không? Biết lúc này, hiện tại bây giờ Duyên cầm mic được không Duyên? Duyên cầm mic được thì cho Như Quỳnh một tín hiệu đi. Nên trả bài đi Duyên. Rồi, cũng không thấy nhúc nhích luôn. Quỳnh Giang Nhật Hà nghĩ sao? Quỳnh Giang Nhật Hà, alo, Quỳnh Giang Nhật Hà đâu? Có lẽ Quỳnh Giang Nhật Hà yêu cầu xích duyên chắc là có hợp lý hơn nhiều Quỳnh đó. Quỳnh đâu rồi? Alo, alo. À, vậy là lãng đãng mây trời có trước mái. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời lãng đãng mây trời. Dạ. Ủa, con chị Hồng Mai hả? Hồng Mai vào lúc nào Nhật Quỳnh không thấy? Để coi Nhật Quỳnh coi nha. Ôi, Nhật Quỳnh, sao mãi Nhật Quỳnh không thấy Hồng Mai quý vị? Dạ, Hồng Mai ơi, Hồng Mai có trước mái không? Xuất hiện đi. Ồ, vậy là đúng rồi. Nhật Quỳnh hồi nãy thấy nhán vô một cái, thấy đi ra mà bây giờ nãy Kim Nhung thấy. Dạ, bây giờ hoàn thành tốt rồi phải không? Tắt máy rồi, trở lại chắc tốt rồi. Thôi bây giờ cũng không còn ai đưa tay. Dạ. Không còn ai đưa tay thì bây giờ Nhật Quỳnh xin phép. Bây giờ ngài cũng bận rồi. Nên Nhật Quỳnh xin phép đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh mình hồi hướng phước sau khi mình học pháp được không quý vị? Có ý kiến gì không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Đáng lẽ Nhật Quỳnh phải kéo bằng được lãng đãng mây trời này lên, nhưng mà bây giờ thấy hết giờ rồi nên thôi Nhật Quỳnh tha đó nghe. Không biết là ai nhưng mà tha đó, chứ không là Nhật Quỳnh phải kéo cho bằng lên cho bằng được luôn đó vậy. Hãy không Kim Nhung, ai cũng xích tha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay.
đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả